Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Nhất Vlog. Vâng, thưa các bạn, trên tay của mình đây đang là một dòng đeo. Và chúng ta nhìn thấy là máy này là có về cảm ứng nè. Đó, và có xử lý về đồ họa. Màn hình là 15,6 inch với kênh trọng lượng là dưới 2 kg. Dưới 2 kg nha các bạn. Và đó chính là dòng máy mà chúng ta nhìn thấy là một mẫu đeo Resistion, hay gọi là mẫu đeo về máy chạm. Dòng Revision đây chính là dòng Revision là 3541. Vâng, thưa các bạn, thì nói với về mẫu máy này đang được mang chip Core i7 và thế hệ thứ 9 lận, và đang có hỗ trợ license Windows 10 bản quyền trên đây ha, của Microsoft luôn nè. Đó, và chúng ta nhìn thấy dòng của Revision 3541 này với một cái phân khúc giá nó khoảng chừng dưới 15 triệu, chúng ta sẽ nhìn thấy trên đây nó sẽ có những cái gì. Thứ nhất, chúng ta nhìn thấy là về màn hình nè. Về màn hình đây là mình sẽ có nhiều phiên bản. Màn hình là có được cảm ứng gì trên đây, chúng ta nhìn thấy không? Đó, cảm ứng nè, rất là tiện lợi luôn. Và trong về màn hình đây là màn hình nhám nha, có khả năng về chống chói, và cũng có khả năng về như là chúng ta nhìn thấy về nhìn về, ví dụ đây là những dòng máy mà chúng ta nhìn thấy ở ngoài ra ánh sáng mặt trời khắc khe vẫn nhìn thấy rất là rõ. Với màn hình là 15,6 inch Full HD với tấm nền IPS có cảm ứng. Core i7 ở đây đang là hỗ trợ là Core i7 9850H. RAM đối với dòng CPU này đang là 2GB 6, và có thể turbo lên tối đa được lên đây là 4GB 6 nha các bạn, rất là cao. Đối với những dòng của Core i7 và dòng thế hệ thứ 6 hoặc là thứ 7 thì turbo lên khoảng chừng là từ 2GB 7, thì thường turbo lên khoảng chừng 3GB 6 à. Nhưng đối với dòng của chừng 9850H này có thể turbo lên tới là 4.6. Và ở đây chúng ta nhìn thấy đặc điểm của dòng máy này nó sẽ nổi trội được là sao? Nó sẽ là 6 nhân và là 12 CPU. Đó, 12 luồng nha, 6 nhân 12 luồng. Và chúng ta nhìn thấy RAM ở đây đang hỗ trợ là mình đang có được RAM là 16GB, có thể gắn được tối đa được là 32GB với DRAM 4. Chúng ta nhìn thấy trên đây nó sẽ có về hỗ trợ hai cảm hình. Cảm hình thứ nhất là HD Graphics 630, và cảm hình thứ hai đó chính là cảm hình là NVIDIA Quadro B620. Và đối với cảm hình này cho phép là kẹt dung lượng là 4GB, xe lên là 8GB, tổng cộng 12GB. Và đối với dòng máy như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta có thể xử lý về như là dùng để học tập, dùng để về làm việc về như là chuyên về xây dựng, giống như là đồ họa về như là kiến trúc, hoặc là do những bạn như là lập trình viên. Với một cái phần cốt giá làm sao nó tương đối là mềm và giá rẻ. Chúng ta nhìn thấy là bản lề có thể ngửa ra được là 180 độ như thế này, rất là tuyệt vời luôn. Đó, máy có bàn phím số, bàn phím LED. Ngoại hình xung quanh, thiết kế của mẫu máy này tương đối là nhẹ. Bây giờ mình sẽ đi chi tiết trên đây, mời chúng ta sẽ xem về như là ngoại hình, cũng giống như là về thông số kỹ thuật, để các bạn sẽ cùng xem. Bây giờ mình sẽ đưa ra chi tiết, mời cả nhà chúng cùng xem nha. Vâng, thưa các bạn, đây, bây giờ đây là mình sẽ đi chi tiết trên đây ha. Chúng ta sẽ nhìn thấy trên đây. Đầu tiên mình nói về như là mình nói về trước là về màn hình trước đi ha. Ngoại hình trước đi ha. Ngoại hình đây là dòng đeo với một cái logo màu đen, tấm nền màu logo màu trắng và nền đây là màu đen. Thì thiết kế về dòng máy này là sẽ được tối ưu về như là khả năng về vỏ. Hợp với vỏ thì coi như là cũng một cái đặt qua tiêu chuẩn của quân đội thôi. Nhưng mà đối với dòng này thì chúng ta nhìn thấy là coi như là về cấu hình rất là mạnh luôn. Trên đây ha, những cổng kết nối như sau. Đây là vị trí về sạc nè, vị trí là cổng USB-C nè, đây là vị trí về USB 3.0 nè, và đây là vị trí hốc tản nhiệt nè. Đó, đó về mẫu máy này. Chúng ta qua đây nó sẽ vô được bằng là bản lề. Bản lề đây là bản lề kép. Bản lề kép là như thế nào các bạn? Nó sẽ có hai cái bản lề hai bên và cho phép ngửa ra được là 180 độ như thế này, rất là tuyệt vời, thấy không? Đó là về bản lề kép. Chúng ta nhìn thấy tiếp theo nữa sẽ có những cái cổng kết nối. Cổng kết nối đây là mặc dù dòng Revision nhưng mà rất nhiều cổng kết nối, vị trí về chống cầm lộn về máy nè. Đây là cổng LAN Gigabit nha các bạn, Gigabit luôn nè. Đó, và đây là cổng USB 3.0 nè, hai cổng đây nè. Chức năng có cổng này có chức năng sạc luôn nè. Và đây là HDMI xuất ra được 4K nè, 4K. Đây là vị trí về thẻ đọc thẻ nhớ SD nè. Đây là vị trí gắn sạc SIM 4G nè. Đây là vị trí về như là
chúng ta nhìn thấy ngay cho vị trí này là mid rack 3.5. Rồi, phía đằng sau thì có bốn cái chấm cao su chống dồn trượt, hút gió ở đây với hai ống đồng gọi là ống đồng kép. Vị trí đây là vị trí về ổ đi cứng nè, vị trí về pin nè, vị trí về 2 cây RAM. Máy này có 2 cây RAM nha. Đó, máy này có license Windows 10 bản quyền. Chúng ta cài Windows 11 đều được ha, Microsoft nè. Đó. Và máy này chúng ta nhìn thấy là nguyên bản, nguyên service tag trên đây so với dòng men. Hàng này là hàng Mỹ nha các bạn. Rồi phía bên trong của dòng máy này là máy về như là bàn phím là có độ cái hành trình bấm phím này khá là nảy, khá là tốt. Và chúng ta nhìn thấy trên đây là bàn phím cái khoảng cách là khá là thưa, khi mà chúng ta dễ dàng chúng ta làm việc hơn. Và trên đây là touchpad này tương đối nha, từ đây qua đây nó sẽ cân đối về như là cái dòng máy nè. Đó, và touchpad này chúng ta nhìn thấy là xài rất là tiện lợi luôn nè, đa điểm được trên đây nè, thấy không? Đó là về touchpad. Và chúng ta nhìn thấy trên đây thêm nữa là i7 thế hệ thứ 9 và là i7 gen 9 nha các bạn. Rồi, bản lề kép, nút nguồn. Và đặc điểm nổi trội của dòng máy này là có được thêm một cái nữa là ở đây các bạn xin thấy trên đây là vị trí về camera. Camera này sẽ có về như là cái khóa nè, khóa bằng cơ nè. Mình không thích mình sẽ khóa lại để tránh trường hợp người dùng không? Coi như là hack camera. Chúng ta nhìn thấy đây là hai mic của cái máy. Có thể là mọi thông tin trên đây đều ok hết và ổn định hết. Và chúng ta nhìn thấy trên đây, dòng máy này là máy của là Regisson 3541. Và đây là dòng là xuất xưởng hàng của Mỹ nha các bạn. Trên đây Mỹ nè. Chúng ta nhìn thấy nè. Đây, Mỹ đây. Hàng Mỹ đây. Đó. Hàng Mỹ nha. Mỹ đây ha. Đó. Với một cái phân khúc giá tương đối là mềm, dưới 15 triệu nha các bạn. Đó. Và chúng ta nhìn thấy là cực kỳ mềm nha. Mình đã rưới ở dưới sau luôn á. Và chúng ta nhìn thấy trên đây, nó sẽ có về như là cấu hình. Cấu hình trên đây nó sẽ có là cấu hình gì đây? Ở đây là Core i7. Đây. Bây giờ mình sẽ để sát lại cho chúng ta xem. Zoom lại ha. Đó. Các bạn sẽ nhìn thấy trên đây, i7. Và đây là 9850H. 2GB 6, 12 CPU, 6 x 12 luồng, RAM 16GB. Và với SSD là 512GB. Đây SSD đây. SSD thì chúng ta nhìn thấy trên đây để mình show lên để cho mọi chúng ta xem. RAM 16GB nè, SSD là NVMe 512GB. Với tốc độ NVMe này đọc nhanh gấp 4 lần so với ổ cứng SSD thông thường. Wi-Fi là 9560 nha. 9560 nó hỗ trợ về hai băng tần. GPU là HDNVX 630 và B620 nha. Card này cho phép chúng ta render, chúng ta xử lý về đồ họa cũng khá là tốt trên đây. Đó, với màn hình là IPS có cảm ứng. Và chúng ta nhìn thấy độ phân giải của màn hình đây. Ví dụ đây mình nhấp vào trên đây nè, cảm ứng nè, display nè. Và trên màn hình như thế này chúng ta nhìn thấy là cái độ phân giải nè, 1920 và là nhân 1080. Rất là tuyệt vời. Và chúng ta nhìn thấy trên đây, dòng máy này thì màn hình thì chúng ta nhìn thấy là có thể là đưa ra nhìn mọi góc cạnh, hình ảnh nè, không bị thay đổi gì hết. Màn hình rất là tuyệt vời. Rồi clip ở đây là mình cũng review sơ bộ như thế này. Mọi thông tin thắc mắc chúng ta liên hệ tại bên Nhất Vlog nha. Địa chỉ của mình là 159 Nguyễn Thái Sơn, phường 4 Gò Vấp. Và 101 Nguyễn Thái Sơn, phường 4 Gò Vấp ạ. Một lần nữa là Nhất Vlog xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ Nhất Vlog trong suốt thời gian qua. Trên đây là hình ảnh thực tế của dòng máy. Đây ha. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo ạ.